Nguy hiểm. Tình huống xử lý của Thuận Thiên rất đáng lên án. Đó là một pha phối hợp, không thể sút bóng thành công. Các cầu thủ áo trắng đang băng lên nhanh. Một tình huống nhầm giữa sân bóng và sàn đấu MMA. Một tình huống gác không đẹp mắt của Phù Trung Phong. Đang có những tranh cãi. Va chạm đã xảy ra giữa Lê Quốc Nhật Nam và cầu thủ mới được tung vào sân, Thuận Thiên. Phù Trung Phong đã phạm lỗi với Văn Trọng. Không phải như vậy, trọng tài xác định đó đơn thuần là một tình huống tranh chấp và sẽ có một quả đá phạt trực tiếp, một quả ném biên được dành cho cầu thủ bên phía câu lạc bộ Bình Phước. Lê Quốc Nhật Nam cũng đã phải nhận một chiếc thẻ vàng, có lẽ là vì tình huống va chạm với Thuận Thiên. Nguy hiểm. Tình huống xử lý của Thuận Thiên rất đáng lên án. Một pha đưa chân ra khiến cho trận đấu trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mệt nhất có lẽ vào lúc này là trọng tài Ngọc Tường. Chúng ta có thể thấy là ông thổi còi liên tục. Và những tiếng còi đó cùng với những cái xua tay để tách cầu thủ của cả hai đội ra là rất cần thiết. Thậm chí là trọng tài Ngọc Tường đã phải ôm lấy cả Thuận Thiên để giữ anh đứng ngoài và những rắc rối cũng như là ồn ào. Nhưng rõ ràng là pha đưa chân này ra của số 15 rất dễ có thể dẫn đến một chấn thương nặng cho đối phương. Và đó là lý do tại sao mà các cầu thủ của đội chủ nhà thật khó để có thể giữ được bình tĩnh. Rất may là cũng không có một vấn đề nào lớn, đặc biệt là về mặt chấn thương xảy ra với Đặng Tuấn Phong. Một chiếc thẻ vàng đã được rút ra dành cho Thuận Thiên. Như vậy là Bảo Tuấn với những phản ứng của mình cũng đã phải nhận thẻ vàng. Lại có một động tác thừa, lần này vẫn là của Vũ Em với Hồ Thanh Minh. Ông Ngọc Tường đang khá mỏi tay ở quãng cuối này, rút thẻ vàng liên tục. Thẻ vàng dành cho Vũ Em là xác đáng. Các cầu thủ bên phía đội khách Bình Phước cần phải tiết chế hơn một chút trong quãng 5 phút bù giờ cuối này. Văn Bùn sẽ là người thực hiện quả đá phạt trực tiếp cho các cầu thủ đội chủ nhà câu lạc bộ Huế. Không có gì nguy hiểm được tạo ra hướng về phía khung thành của thủ thành Tiến Dũng cả. Đây là pha bóng trước đó. Hai chứ không phải là một động tác thừa đến từ Vũ Em.